Thư viện công cộng là một nơi tuyệt vời để học hỏi, giải trí, đọc sách và gặp gỡ những người khác. Thư viện được mở cửa cho tất cả mọi người, mọi giới sử dụng miễn phí, không phân biệt lứa tuổi, giai cấp hay giàu nghèo. Thư viện là nơi tiện lợi để mọi người đến tìm tin tức. Quý vị có thể tự tìm kiếm những tài liệu theo ý thích hoặc sử dụng hệ thống danh mục trên computer của thư viện. Qua hệ thống danh mục trên computer, quý vị có thể kiếm được những sách báo, tài liệu, đĩa CD, DVD và những tài liệu khác trong nhiều lĩnh vực chuyên môn. Sách và tài liệu ở thư viện sẽ giúp cho kiến thức và sự hiểu biết của quý vị, những người đang sống trên nước Mỹ, trở nên phong phú hơn. Hãy bay tay! Thư viện có những buổi kể chuyện và những sinh hoạt miễn phí dành cho trẻ em, để quý vị và gia đình cùng thưởng thức. Và những sinh hoạt này giúp con em quý vị thành công trong học đường. Thư viện có thể giúp cho quý vị học hỏi thêm về tiếng Mỹ và cũng có thể giúp quý vị bảo tồn nền văn hóa của mình. Nhiều thư viện có sách vở, báo chí, phim ảnh và tạp chí hàng ngày bằng những ngôn ngữ khác ngoài tiếng Mỹ. Trên 100 năm qua, hệ thống thư viện công cũng đã là nơi hỗ trợ và cung cấp những tài liệu quan trọng để giúp cho những người mới đến có thể hội nhập vào đời sống trên nước Mỹ. Quý vị có thể tìm kiếm những tin tức về y tế, kiếm việc làm hay học cách xác định về những dịch vụ của các cơ quan của chính phủ, đọc các tài liệu hướng dẫn để trở thành công dân Mỹ. Chào chị khỏe không? Các nhân viên của thư viện luôn vui vẻ phục vụ quý vị, cho dù quý vị không nói tiếng Mỹ thông thạo. Một số nhân viên của thư viện có thể là đồng hương hay nói và hiểu được ngôn ngữ của quý vị. Cho dù họ không hiểu được quý vị, họ có thể dùng hệ thống thông dịch qua điện thoại để hiểu được những gì quý vị cần. Thư viện luôn có những thứ làm hài lòng tất cả mọi người, từ em bé theo cha mẹ hay người lớn đến thư viện. Một học sinh cần tài liệu để làm bài sau giờ học. Những thanh thiếu niên đang tìm tòi sự hiểu biết. Thư viện là nơi cung cấp những nguồn kiến thức và giải trí vô tận cho quý vị và con em quý vị.